sức khỏe và cuộc sống. Vâng, lời đầu tiên thì anh Đào thay mặt những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến tập đoàn Merap với sản phẩm thuốc nhà máy Osla đã phối hợp với chúng tôi thực hiện tiết mục này. Thưa quý vị, trong tiết mục sức khỏe cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến đề tài ô nhiễm môi trường và bệnh viêm mũi qua phần tư vấn trực tiếp của thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Đào xin giới thiệu số máy điện thoại để quý vị có thể đặt những câu hỏi mà mình quan tâm đến vấn đề viêm mũi, đó là số máy 3822-3285. Chương trình đang thường thực hiện trực tiếp, vì vậy quý khán giả có thể gọi đến ngay từ bây giờ để đặt những câu hỏi cho thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận câu hỏi và những tư vấn của quý khán giả qua địa chỉ email tư vấn sức khỏe fm999a@gmail.com. Vâng, và anh Đào xin được gửi lời chào đến bác sĩ Phan Hữu Phước ạ. Rất cảm ơn lời giới thiệu của anh Đào và rất vui là hôm nay gặp lại quý khán giả và cũng rất mong gặp được, cũng nghe được nhiều cái thông tin cũng như là câu hỏi từ quý thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, với tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm như hiện nay thì hậu quả tất yếu về việc ngày càng có thêm nhiều những người mắc các căn bệnh về da, về tiêu hóa do ô nhiễm nguồn nước, hay là các bệnh tai mũi họng do ô nhiễm khói bụi mà trong đó chúng ta vẫn thường gặp hơn cả, đó là bệnh viêm mũi. Vậy thì xin bác sĩ Phan Hữu Phước cho quý thính giả được biết là bệnh viêm mũi thì sẽ có những biểu hiện gì ạ? Và nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời thì nó sẽ gây những hậu quả phiền toái như thế nào ạ? Thì đây là một câu hỏi rất là thực tế. Như chúng ta đã thấy thì ô nhiễm môi trường đã và đang là một cái vấn đề nóng trong xã hội của chúng ta hiện nay, đặc biệt là ô nhiễm về không khí. Như chúng ta đi ngoài đường thì chúng ta thấy là tình trạng khói bụi ở đường xá rất là nhiều. Khi về nhà thì cũng vậy, về nhà thì tình trạng bụi ở trong nhà cũng không kém phần, bởi vì bụi từ ngoài đường cũng có thể bay vào trong nhà. Và do đó thì mũi là một cửa ngõ đầu tiên trong sự sống của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải hít thở thường xuyên, có nghĩa là không lúc nào mà phổi chúng ta ngưng hoạt động. Và do đó thì mũi là cơ quan đầu tiên lọc sạch không khí cho chúng ta. Cơ quan đầu tiên này cũng rất dễ bị ô nhiễm từ môi trường. Và tình trạng viêm mũi sẽ có ba cái biểu hiện cơ bản. Thứ nhất là biểu hiện nghẹt mũi, và biểu hiện thứ nhì là biểu hiện chảy nước mũi, và biểu hiện thứ ba là tình trạng nhảy mũi thường xuyên. Và tùy theo nguyên nhân cũng như là mức độ bị viêm mũi thì ba biểu hiện này sẽ có những cái mức độ trầm trọng khác nhau. Chẳng hạn như những cái lý do mà do viêm mũi dị ứng, hay là những tình trạng mà viêm mũi mà do vi trùng, hoặc là những cái viêm mũi mà do hóa chất ô nhiễm trong môi trường thì thông thường làm cho mũi của chúng ta bị nghẹt mũi, và tình trạng nhảy mũi thông thường là những cái biểu hiện đầu tiên. Dạ vâng ạ. Vâng, nhưng anh Đào cũng được biết là sẽ rất đáng lo nếu viêm mũi cấp tính mà chúng ta điều trị không thỏa đáng sẽ chuyển thành viêm mũi mãn tính, và nghiêm trọng thì còn dẫn đến viêm tai giữa, mất khả năng khứu giác, thậm chí là gây nên hen suyễn. Vậy thì cũng xin bác sĩ hỗ trợ thông tin cho quý khán giả được biết là ở bệnh viêm mũi nó có những cấp độ như thế nào ạ? Trong chủ đề hôm nay của chúng ta là chủ yếu là chúng ta sẽ bàn về vấn đề viêm mũi do ô nhiễm trong môi trường. Thì khi nói đến ô nhiễm trong môi trường thì chúng ta phải kể đến cả ô nhiễm trong môi trường, cái hay là ô nhiễm do hóa chất, khói bụi, và ô nhiễm là do môi trường có chứa nhiều vi trùng. Chẳng hạn như những người dân cư, người ta sống quanh những cái vùng gọi là những cái vùng bị ô nhiễm, cái vùng mà có chứa rác hay là chất thải nhiều á, hay là những gần những cái bờ kênh mà rất là ô nhiễm á, bốc lên những cái mùi hôi, và trong đó chắc chắn là có chứa nhiều vi trùng. Thì những cái tình huống đó, viêm mũi ở đây là do vi trùng. Thì trong những tình huống viêm mũi do vi trùng có thể dẫn đến những cái biến chứng khác, chẳng hạn như là viêm xoang là thường gặp nhất, sau đó là viêm tay giữa. Và trong một số trường hợp thì viêm tay giữa cũng có thể gây ra những cái biến chứng trầm trọng hơn nữa ở trên, bởi vì vi trùng có thể theo đường máu và có thể gây ra những cái tình trạng bệnh lý khác, viêm ở não hay là màng não, và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và bên cạnh đó thì những vấn đề khác hay như là viêm mũi do khói bụi hay là hóa chất thì có thể gây ra hai cái biểu hiện, gọi là viêm mũi do cái chất kích thích và viêm mũi dị ứng. Có nghĩa là một số cái chất có trong cái môi trường, ví dụ như là khói bụi hay là hóa chất, thì sẽ gây ra cái tình trạng viêm mũi do chất kích thích. Ngoài ra thì một số người thì cũng có thể nhạy cảm với lại một số các cái chất ở trong không khí hay là khói bụi trong nhà mà có thể gây ra cái tình trạng là viêm mũi dị ứng.
và cả hai cái cấp độ của cái tình trạng viêm mũi dị ứng cũng như là viêm mũi do quá chất thì tương đối là nhẹ nhàng hơn do với cái tình trạng là viêm mũi do vi khuẩn. Bởi vì viêm mũi do vi khuẩn thì có thể mức độ nặng và có thể gây cái nhất là ở trẻ con thì có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Dạ vâng ạ. Vâng, như vậy thì chúng ta cũng thấy là những người chúng ta sinh sống ở môi trường ô nhiễm gần các bãi rác hay là dòng kênh rạch bị ô nhiễm nặng, hoặc là những người buôn bán quanh năm ở vỉa hè, rồi là những người chạy xe hay là người ở các cái tuyến đường mà đang thi công, và chúng ta thấy rằng là bụi bay mù mịt như vậy thì chắc chắn là họ sẽ là những đối tượng dễ bị viêm mũi nhất. Tuy nhiên anh Thật cũng thấy có một thông tin từ bác sĩ Võ Quang Phúc, Bệnh viện Tai Mũi Họng đưa ra, đó là không cần phải đi ra ngoài mà ngay khi ở trong nhà thì chúng ta vẫn có thể mắc bệnh viêm mũi. Vì sao lại có cái lời khuyến cáo như thế này ạ? Mức độ mà chúng ta bị bệnh viêm mũi ngay trong chính gia đình của chúng ta là như thế nào ạ? Đúng như anh Đào nói, thì theo một thống kê của Trung tâm Tai Mũi Họng thành phố, thì tình trạng viêm mũi không những xảy ra ở do cái tác nhân ô nhiễm môi trường sống bên ngoài mà ngay tại nhà của chúng ta cũng có. Thì đặc biệt là những nhà mà đôi khi cái luồng gió không được di chuyển tốt thì có thể tích tụ những cái khói, những cái chất bụi ở trong nhà và có thể gây ra cái tình trạng là viêm mũi do những cái dạng bụi ở trong nhà, ngay trong căn nhà chúng ta sinh sống. Đặc biệt là những căn phòng có máy lạnh thì lại là nơi tích tụ nhiều bụi và nhiều cái vật lạ mà không được luân chuyển không khí. Nếu như chúng ta không có làm vệ sinh máy lạnh hay là chúng ta không có làm vệ sinh phòng thường xuyên thì sẽ gây ra một cái hội chứng phòng máy lạnh, và trong đó có một cái biểu hiện gọi là biểu hiện về viêm mũi. Thì những cái tình trạng viêm mũi như vậy thì cái cách khắc phục cũng không có khó khăn lắm, có nghĩa là chúng ta chỉ cần làm vệ sinh thường xuyên ở trong nhà, và chúng ta cần nhớ là phải sử dụng các cái biện pháp như là hút bụi và chúng ta lau chùi quét dọn đồ đạc trong nhà thường xuyên. Đương nhiên rồi thì chắc ở trong nhà thì chắc chúng ta cũng không cần phải dùng khẩu trang ngay ở trong nhà mình. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, thưa bác sĩ Phan Hữu Phước, với đề tài ô nhiễm môi trường và bệnh viêm mũi thì anh Đào nghĩ rằng là có rất nhiều cái vấn đề để chúng ta cùng trao đổi. Nhưng mà không biết là các quý thính giả của chương trình Chuyện Gia Đình chúng ta trưa ngày hôm nay thì mọi người đang gặp những rắc rối gì, thì số điện thoại 3822-3285 cũng đã nhận được tín hiệu và nhận được những câu hỏi từ quý thính giả gọi đến ạ. Và anh Đào xin được nối máy ngay với thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị. Tôi muốn hỏi về cái viêm mũi mà tôi không biết đó, là cái bệnh của tôi nó thuộc vào viêm mũi dị ứng hay là viêm mũi Vinh Phan ạ? Vì khi mỗi khi mà trở trời thì nó hay nhảy mũi rồi chảy nước mũi, nước mắt rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi thì nó lại làm cho đau răm ran ở vùng trán ạ. Bác sĩ tư vấn giúp là có cách gì để khắc phục cái tình trạng vậy không? Dạ vâng ạ, xin mời bác sĩ Phan Hữu Phước tư vấn cho vị thính giả này ạ. Thì qua câu hỏi của chị nêu thì có một cái yếu tố liên quan đến thời tiết. Có nghĩa là khi thời tiết thay đổi thì mũi của mình giống như một cái máy dự báo thời tiết báo cho mình biết là thời tiết đang thay đổi bằng những cái biểu hiện như là nhảy mũi hay là chảy nước mũi. Thì đặc điểm của người viêm mũi dị ứng là rất ngại với lại cái tác nhân dị ứng. Có nghĩa là bên cạnh những cái yếu tố như là nhảy mũi hay là chảy mũi, người bị viêm mũi dị ứng còn có cảm giác là rất ngứa ở mũi hay là chảy nước mắt hay là ngứa ở mắt. Có nghĩa là tình trạng xuất tiết ngay cả ở trong mũi và ở trong mắt. Và đặc điểm là sẽ có những cái yếu tố kích thích, chẳng hạn như là môi trường, thay đổi thời tiết, hay là dị ứng với một cái loại phấn hoa. Chẳng hạn như mình ngửi đúng cái mùi của phấn hoa của cái loại hoa đó thì sẽ bị cái tình trạng là kích thích ở mũi. Bên cạnh đó thì chỉ còn có một cái biểu hiện nữa là tình trạng nhức ở vùng trước trán, thì cũng không loại trừ những tình huống viêm mũi có thể kèm theo cái tình trạng là viêm xoang. Viêm xoang cũng có thể là dạng viêm xoang dị ứng. Thì trong những trường hợp như vậy thì nếu có điều kiện thì chị cũng nên đến khám ở một trung tâm về tai mũi họng, thì bác sĩ có thể giúp chị giải quyết những cái thắc mắc của mình. Dạ vâng ạ. Vâng, và cũng đã có những thính giả gọi đến cho số máy 3822-3285 ạ. Anh Hào xin được trò chuyện tiếp ạ. Alo. Alo. Dạ vâng ạ. Chào chị, chào bác sĩ ạ. Dạ. Bác sĩ cho em hỏi là con em giờ được 4 tháng tuổi rồi, từ bé, từ mới sinh ra tới giờ, mũi nó cứ bị nghẹt ạ. Mà lúc nó ngủ nó phát ra cái tiếng như tiếng ngáy vậy. Đi khám thì bác sĩ kêu cứ về nhỏ nước muối, em nhỏ từ khi sinh ra tới giờ mà nó vẫn không đỡ. Hỏi bác sĩ là khắc phục làm sao nhỉ? Cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng ạ. Vâng, và bây giờ thì bác sĩ Phan Hữu Phước sẽ tư vấn cho chị ạ.
Thì đây là một cái biểu hiện về rõ ràng là một đứa trẻ 4 tháng tuổi có những cái biểu hiện về viêm mũi. Chúng ta thấy ở đây có tình trạng nghẹt mũi. Thì đặc điểm của những trẻ còn nhỏ dưới 1 tuổi thì trẻ không biết thở bằng miệng. Cho nên cũng khá là nguy hiểm. Nếu như trẻ bị nghẹt mũi tuyệt đối thì có thể rất là nguy hiểm. Bởi vì phản xạ bình thường của một người lớn nếu như bị nghẹt mũi thì sẽ há miệng ra để thở, nghĩa là thở được bằng miệng. Và trong những trường hợp trẻ dưới 4 tháng tuổi thì việc sử dụng các cái loại thuốc nhỏ mũi cũng rất là thận trọng. Ngoại trừ cái loại nước muối sinh lý là tương đối an toàn cho trẻ, thì những loại thuốc khác tôi khuyên là người phụ huynh cũng không nên tự ý sử dụng, bởi vì có thể gây nguy hiểm cho những đứa trẻ dưới 6 tháng tuổi. Và trong trường hợp này, nếu như có điều kiện chỉ nên đến khám một bác sĩ chuyên khoa hơn, có nghĩa là chuyên khoa tai mũi họng ở nhi, mà đặc biệt là chuyên khoa tai mũi họng ở trẻ nhũ nhi, có nghĩa là trẻ dưới 1 tháng tuổi, thì có thể là bác sĩ sẽ phát hiện ra là trong mũi của trẻ có thể có những cái gì bất thường, chẳng hạn như là di lệch về vách ngăn chẳng hạn, thì có thể giúp cho trẻ có một cái cách khắc phục khác, những cái biện pháp điều trị hiệu quả hơn. Bởi vì chúng ta biết thì đối với trẻ dưới 1 tháng tuổi, 4 tháng tuổi thì một cái chuyên khoa nhi sâu hơn có thể giúp giải quyết, giúp cho chị giải quyết được vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Phan Hữu Phước, và cũng mong là bé của chị sớm sẽ khắc phục được biểu hiện bị nghẹt mũi. Và tiếp tục thì chương trình cũng xin được mời quý thính giả thứ ba đặt câu hỏi với bác sĩ Phan Hữu Phước ạ. Dạ vâng, chắc là vị khán giả đầu dây bên kia thì vẫn đang nghe radio cho nên là không nghe được tiếng từ chương trình ạ. Alo. Dạ, anh nghe rõ không ạ? Dạ rõ vậy. Dạ vâng ạ, bác sĩ Phan Hữu Phước cũng đang lắng nghe để nhận câu hỏi của anh ạ. Dạ, chào bác sĩ. Bác sĩ vẫn đang nghe đó ạ. Dạ, em bị viêm mũi mà khoảng, em bị, dạ. Hồi đó em viêm mũi mà dị ứng á, bị rượu vết ngăn á. Thì em đi mổ thì dẹp vết ngăn, nhưng mà bây giờ cho nó nghẹt hoài luôn. Dạ vâng ạ. Dạ. Như vậy là anh bị viêm mũi dị ứng do vẹo vết ngăn, và sau khi mổ thì vẫn còn bị nghẹt mũi hả? Dạ, nghẹt tới giờ luôn, thở một bên thì bị nghẹt luôn, thở không được. Dạ vâng ạ. Vâng, với trường hợp của vị thính giả này thì chúng ta cần phải có khắc phục như thế nào ạ, thưa bác sĩ ạ? Trong những tình huống mà chúng ta đã vẹo vết ngăn mà sau khi mổ vẫn còn bị nghẹt mũi thì chúng ta cần xem lại xem có một cái nguyên nhân gì khác nữa hay không. Điều thứ gì nữa là chúng ta cần phải xem là cái tình trạng điều trị phẫu thuật, là điều trị phẫu thuật bằng vẹo vết ngăn á, thì có giải quyết triệt để được cái hậu quả của tình trạng vẹo vết ngăn hay chưa, và trong quá trình phẫu thuật thì có một cái sự cố gì đặc biệt hay không. Và theo lời khuyên của tôi thì chắc là anh phải đến khám lại ở một cái chuyên khoa, một đơn vị chuyên khoa về tai mũi họng, phẫu thuật về tai mũi họng. Thì qua đó bác sĩ có thể chụp hình X quang lại cũng như là khám lại xem cái tình trạng vẹo vết ngăn đã giải quyết triệt để hay chưa, hay là còn những cái vấn đề gì khác ở trong mũi của mình hay không. Và cũng cần nhớ là cũng phải loại trừ những cái tác nhân không thể khó khăn để mà điều trị, chẳng hạn như là viêm mũi dị ứng chẳng hạn. Dạ vâng, anh Đào hy vọng là anh sẽ sớm quay lại để cùng tìm hiểu sau khi chúng ta phẫu thuật vẹo vết ngăn vì sao mà vẫn còn hiện tượng nghẹt mũi ạ. Và tiếp tục thì cũng đã có thính giả ở đâu dưới bên kia. Alo. Alo. Dạ. Anh Đào chào anh ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, với vấn đề mà anh đang gặp mà với hiện tượng viêm mũi thì anh có những câu hỏi gì ạ? Dạ, em bị viêm son có chừng 10 năm rồi, hồi đó em khám bên điểm phủ uống thuốc thì nó bớt thời gian có mấy năm rồi, giờ cái sao em bị lại vậy? Dạ vâng. Vâng ạ, bác sĩ Phan Hữu Phước nghe được câu hỏi của vị thính giả này không ạ? Dạ chào bác sĩ ạ. Dạ. Rồi, thì trong cái tình huống của anh á, thì rõ ràng chúng ta thấy đây là một trường hợp viêm xoang mãn tính. Thông thường thì viêm xoang là một trong những bệnh hầu như là không thể nào điều trị dứt hẳn được. Thì đó là một cái kết luận mà của nhiều người thầy thuốc cũng đã nhất trí với nhau rồi. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta biết rằng xoang là những cái hốc hách rất là ngoắt ngoéo ở phía bên trong, và xoang nó tạo cho một sự cộng hưởng về âm thanh. Có nghĩa là khi chúng ta nói chuyện thì cái giọng nói của chúng ta mới tạo ra một cái âm, gọi là cái âm đặc trưng cho mỗi người, chính là nhờ cái xoang. Và chính vì những cái hốc hách như vậy thì xoang rất dễ bị viêm. Và khi nó bị viêm
Thì khi chúng ta uống thuốc thì các kháng sinh đến đó cũng rất là khó khăn, bởi vì xoang được bọc xung quanh bằng những cái hốc xương. Và do đó tình trạng viêm xoang mãn tính thì hầu như là không điều trị dứt hẳn được, thậm chí là điều trị phẫu thuật cũng không dứt hẳn được. Và do đó viêm xoang nếu chúng ta điều trị ổn định một thời gian là tốt rồi. Và trong những tình huống mà viêm xoang mãn tính tái phát thì chắc chắn là chúng ta phải điều trị tiếp tục. Dạ, vâng, vâng, nói đến đề tài về viêm mũi thì mọi người thường có nhiều những cái thắc mắc, đặc biệt là với vấn đề về viêm xoang. Và không biết là với thính giả thứ 5 của ngày hôm nay thì vị thính giả này đang gặp những rắc rối về vấn đề gì ạ? Alo. Alo. Dạ, dạ xin chào anh. Dạ. Dạ, chào bác sĩ ạ. Con gái tôi năm nay 11 tuổi á, nó có bị tình trạng là bị ngạt mũi, nhảy mũi, mình có đi khám bác sĩ mà không hết, mình có cách khắc phục nào bác sĩ ạ? Dạ, đã đi khám mà việc uống thuốc của mình cũng không cho kết quả được tốt hơn. Dạ, dạ đúng rồi chị ạ. Dạ, dạ vâng ạ, xin được chuyển câu hỏi của anh đến bác sĩ Phan Hữu Phước ạ. Dạ, không biết là khi anh đi khám bệnh như vậy thì bác sĩ đã chẩn đoán con gái của anh vấn đề gì ở mũi ạ? Dạ, chỉ nói là bị viêm mũi dị ứng thôi bác sĩ, mà sao tình trạng nó kéo dài hoài bác sĩ ạ? Dạ, à, đúng rồi. Tháng 5 hơn bác sĩ. Thì cái biểu hiện của cháu ở năm khi đến 11 tuổi với biểu hiện như vậy thì rất nhiều khả năng là viêm mũi dị ứng rồi. Yeah. Và chúng ta nhớ rằng là nếu viêm mũi dị ứng mà chúng ta không tìm ra được tác nhân dị ứng, thông thường thì tác nhân dị ứng ở ngay trong nhà mình. Có rất nhiều tình huống thì sau khi đứa bé thích nuôi một con vật chẳng hạn như là chó hay mèo thì bị cái tình trạng này. Hay là người nhà đôi khi trồng một vài cây bông hoa gì đó trong nhà thì cháu cũng bị vấn đề này. Và thông thường trong gia đình nếu như có người bị viêm mũi dị ứng hay là bất cứ một cái dạng dị ứng nào á, thì chúng ta cần phải làm vệ sinh sạch sẽ tất cả trong nhà để tránh những cái bụi ở trong nhà có thể gây ra cái tác nhân dị ứng. Và ngoài ra thì vấn đề dị ứng với thức ăn thì cũng cần phải lưu ý, bởi vì rất nhiều tình huống thì dị ứng với thức ăn cũng có thể gây ra những cái biểu hiện tương tự như vậy. Và theo cái lời khuyên của tôi thì anh có thể đến một thầy thuốc chuyên khoa về điều trị tai mũi họng, có thể giải quyết được cái vấn đề viêm mũi dị ứng này. Bởi vì viêm mũi dị ứng thì có nhiều cấp độ điều trị khác nhau, trong đó có thể sử dụng những cái thuốc tại mũi hay là những cái dạng thuốc mà chống dị ứng thì có thể giúp giải quyết tốt hơn cái tình trạng viêm mũi dị ứng. Dạ vâng, vâng thưa bác sĩ Phan Hữu Phước, với đề tài ngày hôm nay đó là ô nhiễm môi trường và bệnh viêm mũi thì chúng ta thấy là có rất nhiều nguy cơ có thể làm cho chúng ta bị viêm mũi, không chỉ là ở những người cơ địa nhạy cảm mà cả những người bình thường khi mà môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm nhiều hơn. Như vậy thì anh Thầu xin được hỏi một câu hỏi mà có lẽ là rất nhiều quý thính giả khác cũng muốn đặt cho bác sĩ Phan Hữu Phước, đó là vậy thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa được bệnh viêm mũi, việc chúng ta đeo khẩu trang thì nó sẽ có tác dụng gì không ạ? Đúng như vậy. Thì khi nói đến bệnh thì chúng ta nghĩ đến việc phòng ngừa là đầu tiên, và đặc biệt là ô nhiễm môi trường. Thì khi nói đến ô nhiễm môi trường, khói bụi do nhiều lý do thì chúng ta nghĩ đến khẩu trang ngay. Và có lẽ khẩu trang là một trong những biện pháp giúp cho mũi chúng ta lọc sạch một phần không khí trước khi không khí vào đến mũi. Thì khẩu trang hiện nay cũng có thể giúp giải quyết vấn đề này. Và cách khắc phục bằng khẩu trang cũng đơn giản thôi, có nghĩa là khẩu trang bằng vải vẫn có tác dụng, tuy nhiên thì hiệu quả sẽ không cao bằng khẩu trang y tế. Thì khẩu trang y tế hiện nay cũng không phải quá đắt tiền, nghĩa là chỉ với 50.000 đồng thì chúng ta có thể mua được một gói khẩu trang đến 50 cái, có nghĩa là mỗi khẩu trang cũng chỉ khoảng chừng 1.000 đồng. Thì rõ ràng chúng ta thấy sử dụng một vài bữa chúng ta có thể bỏ khẩu trang này, và chỉ với 1.000 đồng mỗi ngày, trong vài ban ngày thì chúng ta có thể bảo vệ được cái mũi của mình và lọc sạch không khí trước khi không khí vào mũi và vào phổi của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia với tiết mục Sức khỏe và Cuộc sống ngày hôm nay và đã trả lời những câu hỏi mà quý thính giả đặt cho tiết mục. Vâng, và thưa quý vị, thời lượng cho tiết mục Sức khỏe Cuộc sống cũng đã sắp kết thúc. Tuần sau thì trong tiết mục này chúng ta sẽ đề cập đến đề tài loạn khuẩn đường ruột ngày càng phổ biến. Và nếu như quý thính giả chúng ta cần nghe lại với chuyên đề ngày hôm nay thì quý vị có thể tìm đến hai trang web, là trang web của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ voh.com.vn hoặc là trang web bác sĩ của bạn.vn để có thể nghe lại tiết mục này. Xin một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phan Hữu Phước đã dành buổi trưa ngày hôm nay để tư vấn cho các thính giả của chương trình. Và anh Thảo cũng xin được nói lời cảm ơn đến nhà tài trợ tập đoàn Merap với sản phẩm thuốc nhà máy Osla đã phối hợp với chúng tôi thực hiện tiết mục này.